Chi tiêu cho vụ lễ cuối năm nay của người Mỹ có thể đạt kỷ lục mới. Một báo cáo của Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia Mỹ dự báo, trung bình mỗi người Mỹ có thể tiêu tới trên 900 đô la Mỹ cho quả cáp, thực phẩm và trang trí những dịp lễ cuối năm nay, nhiều hơn năm ngoái và cao hơn cả kỷ lục năm 2019. Báo cáo này cũng dự báo rằng người Mỹ sẽ chi tới gần 1.000 tỷ cho mua sắm trong 2 tháng cuối năm. Theo tạp chí Forbes, thì chi phí năng lượng giảm, lạm phát có tín hiệu khả quan cũng như là thu nhập và tiết kiệm tăng tạo cơ sở cho dự báo trên. Thực tế là các nhà bán lẻ đã hồ hởi chuẩn bị cho vụ cuối năm. Có người lạc quan ví von rằng thị trường còn rất nhiều tiền để sắm sửa cho dịp lễ. Một trong những mặt hàng quà tặng được người Mỹ ưa chuộng nhất trong dịp lễ cuối năm này là những chiếc gift cards hay là thẻ quà tặng có mệnh giá. Thay vì nghĩ là phải mua quà gì thì họ gửi tấm lòng vào những thẻ quà tặng để người mua có thể tùy ý sử dụng. Vừa gọn nhẹ, lịch sự mà tiện lợi cho người được tặng. Ghi nhận của trang tin chuyên về Logistics MHNL thì phần lớn chi tiêu mùa lễ cuối năm của mỗi người Mỹ là quà cáp dành cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, lên tới trên 640 đô la Mỹ. Phần còn lại khoảng trên 260 đô la dành cho các vật phẩm như là kẹo, đồ trang trí hay là thiệp mừng. Đáng nói là mùa lễ cuối năm nay ngắn hơn năm ngoái. Tờ USA Today nhận xét, giữa lễ tạ ơn và Giáng sinh chỉ vỏn vẹn 26 ngày. Điều đó đồng nghĩa là khách hàng sẽ sắm sửa sớm hơn, còn các chương trình khuyến mãi cũng được đẩy lên sớm hơn. Mùa lễ cuối năm cũng là dịp mà thị trường lao động trở nên sôi động. Dự kiến các nhà bán lẻ sẽ chiêu mộ từ 400 đến 500 nghìn lao động thời vụ. Tất cả đang sẵn sàng cho một kỳ nghỉ lễ ấm cúng và tươi.